Hello mọi người nha. Em xin chào tất cả anh chị yêu Lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em sẽ lên một cái clip mà toàn bộ từ đầu tới cái clip này tất cả thì em sẽ làm tất cả là hàng thuần hết cho anh chị mình cùng chơi. Nói chung cái hàng thuần thì nó sẽ rất là tiện, cho nên anh chị nào mà thích một trong những cái mặt mà em mặc bông á, mà em sẽ lên trong ngày hôm nay, thì anh chị cứ liên lạc với em qua số điện thoại 0989 214 119. Em sẽ chốt đơn cho anh chị mình nha. Đầu tiên em sẽ lên một cái mặt hoa này cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc cho anh chị mình cùng sưu tầm luôn. Em sẽ lên một cái mã này đầu tiên, là một cái mã nó cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Đây là một dòng rất là đỉnh luôn anh chị, trong một cái dòng mà Nacon chai sỉ. Thì em lên cái mã đầu tiên, đây là mã B6. Em sẽ lên cái mã đầu tiên như thế này. Mã B6 này là một cái cây màu đỏ chạy gân cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Cái mã B6 này em xin chia sẻ với anh chị mình với giá là 150.000 một cây hoàng thuần. Và đây là một cái dòng hoa to rất là thơm và màu của nó khá là nổi, khá là gắt luôn nha. Đây là một cái cây màu rất là gắt và em nghĩ là mọi người nên chơi cây này. Cái cây này hầu như là nó rất là đỉnh trong cái dòng Nacon luôn anh chị. Đây, em sẽ lên một cái cây mã B6 cho mình cùng chơi. Cây này em xin chia sẻ với anh chị mình với giá là 150.000 một cây. Và đơn hàng 3 cây em mới sẽ bao ship toàn quốc cho anh chị mình nha. Hàng này là hàng thuần tại vườn nhà em hết rồi. Và em cũng xin chia sẻ một ít về cái thân lá của nó. Cây này là thân lá khá là mảnh luôn anh chị. Dòng mã B6 này là thân lá nó sẽ rất là mảnh. Nhưng nó là một cái cây hoa rất là to và khuôn cực kỳ tròn. Giá là 150.000 một cây nha anh chị. Đây nè, anh chị có thể quan sát kỹ cái hoa của nó. Một cái cây mà nở cái khuôn bông cực kỳ tròn và lưỡi rất là tròn. Đặc biệt cái viền cánh nó sẽ chạy gân rất là cưng và rất là đáng yêu nha. Nói về hàng tem mà dòng Nacon chai sỉ thì em nghĩ chắc cú cù cu rằng là anh chị phải nên chơi cái cây này. Bởi vì đây là một cái cây rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Bỏ qua cái cây này thì khá là tiếc luôn anh chị. 150.000 cho một cái cây hàng tem. Mà cây này là dòng đỉnh nhất trong dòng Nacon. Em nghĩ là cái dòng Nacon thì từ Nacon nô 1 cho tới nô 5, nô 6 thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà riêng em thì em thích nhất là cái cây này. Bởi vì cái gu của mình là cái màu khá là nổi. Gu của em thì màu khá là nổi, màu nổi là em thích anh chị. Cho nên là em rất là tâm đắc cái cây này. Mà thực sự mà nói không phải vì sao mà tâm đắc, bởi vì nó rất là đẹp cho nên mình mới tâm đắc. Hoa nở cực kỳ đẹp anh chị. Nở rất là chuẩn khuôn luôn nha. Tiếp theo em sẽ lên một cái mã B7 cho anh chị mình cùng xem. Mã B7 này em xin chia sẻ với anh chị mình với giá cũng 150.000. Bây giờ em sẽ lên một cái cây này. Thì B7 này là một cái cây màu vàng lưỡi đỏ. Cây này cũng là hàng trồng thuần. Tất cả hàng hôm nay em lên là hàng trồng thuần hết. Và đặc điểm ở nhà em là nhà em sẽ hàng trồng thuần bằng than hoặc dớn thôi nha anh chị. Hàng ở nhà em là chỉ trồng thuần bằng than hoặc dớn. Thì cái cây B7 này là một cái cây màu vàng lưỡi đỏ, 150.000 một cây. Em sẽ lên cái mặt bông mã B7 cho anh chị mình cùng xem. Nói chung là giờ cái cây này lên là nhức nách thôi anh chị. Rất là đẹp và rất là đáng chơi. Cây này em xin chia sẻ là giá là 150.000. Khuôn bông của nó cực kỳ tròn, màu vàng lưỡi đỏ. Đây là cái khuôn bông của cái mã B7 anh chị. Nó rất là tròn nha. Thực tế mà nói cái cây này thì con mắt nó khá là to. Cây này đặc điểm nhấn của nó sẽ là con mắt và cái lưỡi. Cái lưỡi rất là tròn luôn anh chị. Nói chung là cực kỳ tròn. Cây này em chia sẻ giá là 150.000. Đó, mã B7, anh chị nào mà yêu thích cái gu mà mình thích vàng lưỡi đỏ thì em nghĩ là mình nên chơi cái cây này. Đây là một cái cây nở hoa cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi. Và hiện tại cái cây này thì em chỉ còn một số ít thôi anh chị. Cái này là chỉ còn một số ít chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi thôi nha. Đó, anh chị nào nhanh tay thì mình sẽ sở hữu được nó. 150.000 một cây mã B7. Tiếp theo em sẽ lên một cái mã B8, một cái cây hàng đài. Thì cây hàng đài này là một trong những cái dòng phải nói là rất xuất sắc trong cái dòng hàng đài luôn anh chị. Đây là một cái cây hàng đài rất là đáng chơi luôn, mã B8. Cái mã này em chia sẻ với anh chị mình, một chậu cực kỳ đẹp, cực kỳ nhiều thân nha. Cây này thì anh chị chịu khó lấy cây đẹp giùm em, chứ cái dòng này mà kêu em lấy cây xấu hay là cây ít thân thì chắc không thể nào mà tìm ra được. Đặc biệt cái cây này thì cái khả năng sinh sản của nó rất là nhanh và rất là xuyên hoa. Anh chị nào thích siêu tầm cái mã B8 này thì alo liền cho em. Như em cũng nói thì cái mã này anh chị chịu khó buộc là mình phải lấy cây nhiều thân giùm em và lấy cây xanh tốt như thế này giùm em. Tại vì cái này mà muốn kêu em tìm cái cây ít thân hơn hoặc là
chắc không không không, cái đó là làm khó em, nó không có nha. Cây này em bán 170 một cây, mã B8, giá là 170. Và cây này là hàng đài nha anh chị, đặc biệt cây này là hàng đài. Anh chị mình cứ nghe cái cây nào mà hàng đài thì mình cứ, nói chung là mình cứ phan đi anh chị. Cây nào mình nghe hàng đài là mình nên chơi, giá là 170. Và 170 chi cho 170 chi cho một cái chậu rất là nhiều thân này, thì em nghĩ cái phần lợi nó sẽ nghiêng về anh chị nhiều hơn đó. Cái này nếu như mà tầm tới mùa nắng thôi, nếu mà không tầm tới mùa nắng còn là nhà em sẽ tách chiết nhân giống ra đó. Cho nên anh chị nào mà thích chơi chậu nái thì mình tậu những cái chậu như thế này nè. Mình nuôi bây giờ tới cuối năm thì chắc chắn một điều rằng thì nó sẽ thành chậu nái thôi. B8 là giá 170 nha anh chị mình ơi, đẹp lắm, thiệt sự mà nói nó quá xuất sắc đi, nó quá quá ư là đẹp, cực kỳ đẹp, giá 170 thôi, rất là rẻ nữa anh chị, cực kỳ rẻ và cực kỳ đáng chơi. Em lên mã B9 cho anh chị mình cùng chơi. Cái mã B9 này em xin chia sẻ với giá là 150 luôn. Đây, mã B9 là một cái cây màu đỏ cam, dòng một cái cây đỏ cam rất là đáng chơi luôn. Và dòng này thì thân lá là khá là mướt mát luôn anh chị. Cũng là hàng thuần tại vườn nhà em, mã B9 màu đỏ cam. B9 này em chia sẻ với anh chị mình là 150 một cây. Anh chị nào thích siêu tầm mã B9 thì alo cho em, hoặc là nếu mà anh chị nào đã có bạn bè Zalo với em thì mình có thể nhắn tin qua Zalo nè, em sẽ chốt đơn cho anh chị mình. Đó, một cái mã B9, dòng này là một cái dòng màu đỏ rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn, mà có 150. Hàng tem thì đa số là, thật sự mà nói là hôm nay em cũng tâm sự với anh chị mình một điều rằng là hàng tem ở nhà em đa số toàn là hàng nhà em nhân giống tách chiết ra được. Cho nên nếu như mà anh chị sưu tầm hàng tem nhà em thì phải nói là nên chơi. Tại vì cái hàng mà nhà em nhân giống được thì nhà em sẽ chia sẻ giá rẻ hơn những cái mặt hàng mà nhà em nhập về. Với lại giá cả thị trường bây giờ bất cứ một cái gì nó cũng lên hết. Nó lên từ những cái nhỏ nhất cho những cái to nhất, thì dẫn tới cái chi phí, ví dụ như đơn giản như là xăng thôi, thì như đó là mình sẽ dẫn tới cái chi phí nhập hàng rất là cao. Cho nên hiện tại bây giờ thì nhà em hiện tại là những cái mặt hàng này, cái nào mà nhân giống ra được, nhà em vẫn sẽ chi giá rẻ hơn lúc trước để cho anh chị mình sưu tầm. Còn những cái nào mà cảm thấy mắc quá mà nhà em không thể nào mà chi được thì nhà em vẫn nuôi. Mình nuôi, khi nào mình tách chiết ra được thì cái phần đó mình sẽ chia sẻ giá rẻ cho anh chị mình cùng chơi. Chứ nhà em nói không với cái chuyện mà nhập mắt rồi mình cũng bán mắt hơn nữa, không có nha anh chị mình. Đây, 150.000 một cây, màu mã B9. Anh chị nào yêu thích cái mã B9 này thì alo liền cho em nha. Bây giờ em sẽ lên một cái siêu phẩm cuối cùng của cái video hôm nay. Đó là một cái mã B10 anh chị. Thì cái mã này thì nó đỉnh của chớp rồi. Nói chung cái mã B10 thì em nghĩ là cú rằng là ai cũng sẽ biết tới cái mã này. Một cái cây vàng lưỡi đỏ cực kỳ đẹp. Mã B10 này hôm nay em có hàng mèo để chia sẻ cho anh chị mình, để cho anh chị mình cùng về săn hoa. Cây này em chia sẻ giá 180.000 một cây, hàng thuần tại vườn. Và dòng này thì thân lá bao to, bao đẹp cho anh chị mình. Cây này là một trong những cái cây hàng tem, nói về màu vàng lưỡi đỏ thì được, rất là được lòng người chơi. Và cái độ xiêm hoa của nó thì không phải bàn tới rồi, không cần phải BR cho cái độ xiên hoa của nó luôn anh chị, nó rất là xiên hoa. Và nếu như mà mình thích làm tác phẩm, mình thích hoa nhiều, mình thích xiên hoa thì cái cây này là một cái cây anh chị không thể nào bỏ qua. Cây này thường thường em thấy người ta chơi cái cây này, người ta làm chậu tác phẩm rất là nhiều luôn, rất là đáng chơi. Chậu này em xin chia sẻ với anh chị mình là 180.000, em có hàng mèo cho anh chị mình cùng chơi, mã B10. Mã B10 em chia sẻ với giá là 180.000. Đó, đã chưa anh chị? Cái này em mới thật sự mà nói, bung chùm, đây là một cái dòng hoa to mà nó còn bung chùm nữa, rất rất là to và rất là thơm. Còn nếu như mà anh chị mình thích nó to hơn nữa nha, nếu như mà mình sẽ thích nó to hơn nữa thì mình sẽ ngắt bớt đi. Nhưng mà cái này khổ nổi, mỗi lần ra nó nụ rồi nó ra toàn là 3-4 nụ không anh chị. Nó ra nhiều nụ lắm, nó ra nhiều nụ cực kỳ, nhưng mà mình muốn hoa đẹp thì mình cứ ngắt bớt đi. Trừ khi nào mà cái cây mình nó khỏe cực kỳ kìa, mình mới để nhiều hoa thì lúc đó hoa nó sẽ đẹp. Nói chung là mình muốn to thì mình để nhiều hoa, còn mình muốn nhỏ thì mình cứ để chùm cũng được. Tùy theo sở thích của mỗi anh chị thì mình sẽ làm theo cái kiểu mà mình thích á. Anh chị nào yêu thích mã B10 này thì alo liền cho em nha. Cây này là không thể nào bỏ qua đó, buộc phải chơi cây này.
chơi cây này cho em, rất là đẹp anh chị, cây đó rất là đẹp luôn. Em lên một cái mã nữa, B11, tính không lên mà còn một cây ở đây em sẽ lên. B11 hôm nay em chia sẻ với anh chị mình giá 130 một cây, một cái dòng blue, hoa trung, hoa chùm rất là xiên bông. Một cái cây blue lùng anh chị, đây là một cái dòng blue lùng. Mà cái dòng blue thì như anh chị mình đã biết nó rất là thơm, nó thơm kinh khủng lắm, cây này nó thơm kinh khủng lắm. Cây này em chia sẻ với anh chị mình là 130 một cây blue lùng. Anh chị nào yêu thích mã B11 thì chốt mã B11 dùm em nha. Dòng blue lùng hoa chùm rất là đẹp. Đây là một cái dòng blue lùng anh chị, hoa chùm. Mỗi lần ra nó cũng sẽ ra chùm rất là cưng và rất là thơm. Mà cái thân nó lùng rất là cưng, nói chung cái này mình trồng đạt lắm thì nó chỉ nhích hơn tí xíu thôi chứ nó không thể nào mà nó cao hơn nữa. Bởi vì cái bản chất của nó sẽ là lùng rồi cho nên nó không có cao nữa đâu anh chị nha. Cái này em bán 130 một cây và tất cả những cái mặt hàng em lên hôm nay, đơn hàng một cây em vẫn ship và đơn hàng 3 cây thì mọi người sẽ được lợi về ship, có nghĩa là 3 cây em sẽ bao ship cho anh chị mình. Rồi, em sẽ làm cái clip này tới đây. Đó, anh chị mà yêu, hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 6 cái mã: B5, B6, B7, B8, B9 và B10, B11. Anh chị nào mà yêu thích một trong những 6 cái mã này của em thì nhớ alo chốt hàng với em, hoặc là mình có thể nhắn tin qua Zalo nè, mình gọi điện qua Zalo. Đó, hoặc là mình muốn mà mua những cái mặt bông đa dạng đẹp hơn nữa thì anh chị có thể nhắn tin riêng cho em. Em sẽ gửi những cái mặt hoa mà đẹp, hàng sưu tầm nè, ví dụ như hàng sưu tầm nè, ví dụ như hàng tem, hoặc là anh chị có thể thấy ví dụ như bất cứ đâu có một cái mặt hoa đẹp đó mình thấy thích quá nhưng mà không thấy bên em làm video bán thì anh chị có hỏi, tại vì nhiều khi có thể hỏi, tại vì nhiều khi có những, nói chung là nhiều loại lắm, nhiều khi là em sẽ không làm kịp, em sẽ không làm hết được những cái mặt hoa lên để cho anh chị mình sưu tầm. Cho nên nếu như mà anh chị thật sự cần và thật sự yêu thích kênh YouTube của em thì mọi người có thể nhắn tin hỏi nha. Rồi em sẽ làm cái video này tới đây. Bye bye mọi người nha. Bình Phước hôm nay mấy bữa nay trời âm u lắm anh chị, cho nên là em gửi hàng nó hơi trễ, tại vì mình muốn cho nó chắc cú, nó an toàn thì em sẽ gửi hàng chậm một xí, có nghĩa là em phải lấy cây vào em quạt cho nó khô thật khô, quạt phải tầm 2-3 ngày em mới dám gửi anh chị. Tại vì một cái cây á, gửi ra, ví dụ như gửi ra tới tay anh chị nó không ngon lành thì rất là bất tiện luôn. Cho nên là bên em mà tiêu chí an toàn là chính. Thôi, bye bye mọi người nha.